Chúc mừng sinh nhật bạn. Cảm ơn anh. Hôm nay anh có điều bất ngờ dành cho bạn. Wow, một chiếc máy rửa bát. Đây có phải là chiếc máy rửa bát mà em hằng mơ ước? Đúng rồi anh. Chiếc máy rửa bát FP15DW Collect của Steeler. Em đã tìm hiểu gì về chiếc máy này chưa? Hiện tại đây là sản phẩm rất hot, vì vậy em đã tìm hiểu rất kỹ rồi anh. Máy rửa bát Made in Germany. Máy rửa bát độc lập có hệ thống dàn rửa linh hoạt, thay đổi được chiều cao linh hoạt, tạo không gian mở thích hợp với nhiều loại bát đĩa, song nồi. Máy sử dụng công nghệ X-Watt với tay phun kép tăng cường áp lực, giúp rửa sạch tới từng góc nhỏ. Công nghệ sấy Turbo Drying giúp đồ vật khô ráo, tiêu diệt mọi vi khuẩn. Công nghệ Eco Water vô cùng tiết kiệm nước. Công nghệ sóng siêu âm Ultrasonic làm sạch các vết bẩn cứng đầu, khử mùi hôi tanh trên bát đĩa bẩn. Máy có 8 chương trình rửa linh hoạt, bao gồm rửa tự động tiết kiệm, rửa tự động chuyên sâu, rửa tự động thông thường, rửa sinh thái tiết kiệm nước, rửa ly, đồ thủy tinh, rửa 90 phút, rửa nhanh, chương trình ngâm, rửa tráng. Cùng với đó là 3 chức năng tăng cường, bao gồm chức năng sấy tăng cường, chức năng làm sạch hơn và chức năng giảm thời gian chương trình rửa. Ngoài ra, máy còn có chức năng an toàn khóa trẻ em, chức năng bảo vệ chống tràn, rò rỉ, chức năng Aqua Stop phát hiện và kích hoạt khi gặp sự cố rò rỉ. Nâng niu hạnh phúc gia đình Việt.